gói, ai ai cũng ăn, thuận tiện nhanh chóng mà lại rẻ rề. Mì ăn liền là món ăn phổ biến nhất thế giới với 120 tỷ gói mì được ăn vào năm 2023. Theo thống kê của Hiệp hội Thế giới Mì Ăn Liền, không gì ngạc nhiên khi Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với số lượng 42 tỷ 210 triệu mì gói ăn vào năm 2023. Thứ hai là Indo, rồi đến Ấn Độ. Việt Nam đứng thứ tư với số lượng 8 tỷ 130 triệu gói mì được ăn. Wow! Nước Mỹ xếp thứ 6, đứng sau Nhật ở vị trí thứ 5. 5 nước đứng cuối cùng trong bảng danh sách là Phần Lan, Thụy Sĩ, Costa Rica, Argentina và Ukraine. Các nước này ăn dưới 20 triệu mì gói. Tuy là đứng ở vị trí thứ 4 về tổng số lượng mì gói được ăn, nhưng nếu tính theo từng đầu người thì Việt Nam ta đứng số 1 thế giới. Mỗi người ăn hơn 82 gói mì ăn liền một năm, tức là khoảng gần 7 gói một tháng. Người Trung Quốc chỉ ăn có 2 gói rưỡi một tháng, trong khi đó ở Mỹ thì chỉ có 125 gói một tháng thôi, và chắc chắn là đa số chỉ người châu Á, nhất là người Việt Nam mình ăn thôi. Các bạn người Mỹ của mình chỉ có một đứa lâu lâu ăn mì gói, còn mình thì lúc nào cũng có mì gói ở nhà sẵn sàng. Đến đây thì hết rồi. Phương chúc các bạn một ngày thật đẹp, thật vui vẻ nha. Bye bye.